Thì người ý mến chào quý khán thính giả của kênh HTD News. Chúc quý lại được gặp quý vị trong bản tin của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề hàng không mũ hạm thứ hai của Mỹ tới địa Trung Hải, Israel được ngũ giác đài chống lưng diệt Hamas, Washington khiến Iran khiếp sợ. Kính thưa quý vị, trong vòng vài giờ sau khi Hamas tiến hành một cuộc tấn công kinh hoàng, Hoa Kỳ bắt đầu điều động tàu chiến và máy bay tới khu trục để chuẩn bị cung cấp cho Israel các nguồn lực cần thiết nhằm đối phó với một cuộc chiến tranh có thể leo thang và mở rộng nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm thứ hai của Mỹ khởi hành từ Norfolk, Virginia vào thứ Sáu ngày 13 tháng 10. Trong khi đó, hàng chục máy bay đang bay tới các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông. Các lực lượng hoạt động đặc biệt hiện đang hỗ trợ quân đội Israel trong các nỗ lực lập, lập kế hoạch và tình báo. Các hành động này phản ánh mối lo ngại của Mỹ rằng cuộc chiến chết người giữa Israel và Hamas có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực gây ra những mối nguy hiểm lớn hơn do đó ưu tiên hiện tại của các máy bay và tàu chiến đấu này là thiết lập sự hiện diện quân sự và ngăn chặn hezbollah iran hoặc những nước khác lợi dụng tình hình nhưng mỹ đã gửi đến khu vực này khả năng vận chuyển quân sự nhiều hơn thế hoa kỳ đang tăng tốc vận chuyển đạn dược và tên lửa đánh chặn tới israel để giúp nước này chống lại hamas ngoại trưởng hoa kỳ antony blinken người đã tới thăm israel nói rằng hoa kỳ đang cung cấp đạn dược tên lửa đánh chặn để bổ sung cho vòng sát của israel và các hệ thống phòng thủ khác ông blinken nói rằng lô hỗ trợ quân sự đầu tiên của hoa kỳ đã đến israel nhiều nguồn cung cấp hơn đang được chuyển tới hãng tin ap phân tích rằng các loại vũ khí và lựa chọn mà quân đội của mỹ có thể sử dụng như sau lực lượng vũ khí và đặc nhiệm Hoa kỳ đang cung cấp cho Israel một số nhân sự và đạn dược rất cần thiết bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin thông báo rằng một số lượng nhỏ lực lượng đặc nhiệm đang giúp cung cấp thông tin tình báo và lập kế hoạch cho Israel một quan chức quốc phòng mỹ cho biết trái ngược với một số báo cáo họ không thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin trừ khi được yêu cầu làm như vậy mỹ cũng yêu cầu các công ty quốc phòng mỹ đẩy nhanh tiến độ xử lý các đơn đặt hàng vũ khí hiện có từ Israel trong đó, quan trọng nhất là nhanh chóng có được đạn dược cho hệ thống phòng không vòng sắt của Israel. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba, ngày 10 tháng 10 cho biết, việc bổ sung đạn dược và hệ thống phòng không cho hệ thống vòng sắt là ưu tiên hàng đầu. Ông Biden nói rằng, chúng tôi đang bổ sung thêm viện trợ quân sự, bao gồm đạn dược và tên lửa đánh chặn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Israel không cạn kiệt những vũ khí quan trọng được sử dụng để bảo vệ các thành phố và công dân của mình. Hệ thống phòng không Iron Dome, còn gọi là vòm sắt, có thể đánh chặn tên lửa nhắm vào các thành phố của Israel bằng cách phóng tên lửa đánh chặn. Theo Raytheon, Israel đã triển khai 10 hệ thống Iron Dome để bảo vệ các thành phố của mình khỏi bị tấn công. Theo lực lượng phòng vệ Israel, Hamas đã bắn hơn 5.000 quả rocket vào Israel kể từ cuộc tấn công thứ bảy tuần trước ngày 7 tháng 10, hầu hết đều bị vòm sắt đánh chặn. Raytheon sản xuất hầu hết các thành phần tên lửa Iron Dome ở Hoa Kỳ và quân đội có hai hệ thống Iron Dome trong kho. Tàu hải quân và máy bay Một trong những phản ứng đáng chú ý nhất của Mỹ lần này là thông báo của Ngũ Giác Đài vào Chủ nhật ngày 15 tháng 10 rằng họ sẽ điều động lại nhóm tấn công hàng không mẫu hạm General Ford tới phía đông của Địa Trung Hải để chuẩn bị hỗ trợ Israel. Tàu sân bay này vừa hoàn thành cuộc tập trận với hải quân Ý và được lệnh nhanh chóng tới đông Địa Trung Hải với khoảng 5.000 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. USS Jennifer cung cấp nhiều lựa chọn là trung tâm chỉ huy và điều hành chính và có thể tiến hành chiến tranh thông tin. Nó có thể phóng và thu hồi máy bay trinh sát E-2 Hawkeye. Những máy bay này còn có thể đưa ra cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa, tiến hành giám sát và quản lý không phận, không chỉ phát hiện máy bay địch mà còn hướng dẫn các hoạt động quân sự của Mỹ. USS Gerald Ford mang theo máy bay chiến đấu F-18, có thể đánh chặn hoặc tấn công mục tiêu. Tàu sân bay cũng có năng lực nhân đạo mạnh mẽ, bao gồm một bệnh viện trên tàu, được trang bị phòng ICU và phòng cấp cứu cũng như khoảng 40 nhân viên y tế, bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ. Hơn nữa, cũng có một chiếc trực thăng có thể được sử dụng để vận chuyển những vật tư quan trọng hoặc vận chuyển những người bị thương bằng đường hàng không. Vào hôm thứ Sáu ngày 13 tháng 10, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Dwight D. Eisenhower cũng rời cả nhà ở Norfolk, Virginia và đi tới biển địa Trung Hải. Điều này dự kiến sẽ tăng gấp đôi phản ứng của quân đội Mỹ đối với cuộc chiến tranh của Israel. Tàu chiến và nhóm tấn công của nó, một lực lượng tổng hợp gồm hơn 5.000 thủy thủ, đã được lên kế hoạch triển khai tới địa trung hải. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm. Khi chiến tranh Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn, tàu USS Icehower được triển khai tới địa trung hải, theo kế hoạch luân chuyển thường xuyên, khi việc triển khai tàu USS Gerald Ford sắp hoàn thành. Tuy nhiên, người phát ngôn tòa Bạch Ốc John Kirby vào hôm thứ Tư, ngày 11 tháng 10 cho biết chính quyền Biden có thể quyết định gia hạn triển khai USS Gerald Ford và vẫn giữ lại hai hàng không mẫu hạm trong khu vực. Máy bay chiến đấu của không quân Ngũ giấc Đài cũng đã đặt mua thêm máy bay chiến đấu để tăng cường cho các phi đội A-10, F-15 và F-16 hiện có tại các căn cứ trên khắp Trung Đông và đang chuẩn bị bổ sung thêm nếu cần. Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall phát biểu tại một sự kiện của Hội đồng Đại Tây Dương vào hôm thứ Ba ngày 10 tháng 10 rằng, cơ quan này đang nỗ lực gấp đôi để hướng dẫn những binh sĩ đang trở về nhà ở nguyên vị trí cùng với những binh sĩ sẽ thay thế họ. Lực lượng không quân Hoa Kỳ đã có sức mạnh không quân đáng kể trong khu vực để tiến hành các hoạt động có người lái và không người lái, đặc biệt là ở Syria. Tuần trước, một chiếc F-16 của không quân đã được lệnh bắn hạ một máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ, gây ra mối đe dọa cho lực lượng mặt đất của Mỹ hoạt động ở đó. Ông Kendall cũng cho biết, máy bay C-17 của không quân Hoa Kỳ đã cất cánh và hạ cánh ở Israel kể từ cuộc tấn công của Hamas. Lực lượng không quân cho biết trong một tuyên bố rằng, máy bay vận tải chịu trách nhiệm chở quân nhân Hoa Kỳ tham gia tập trận quân sự ở đó không chỉ hỗ trợ Israel, Mỹ cũng cố hỏa lực ở Trung Đông. USS Dry tàu sân bay mới nhất của Mỹ, cũng là tàu sân bay lớn nhất thế giới, đã có mặt ở phía đông địa trung hải. Đây là tàu sân bay thứ hai của Mỹ đến khu vực trong 10 ngày tới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào ngày 14 tháng 10 cho biết, nhóm tác chiến của tàu sân bay USS Dwight Eisenhower sẽ gia nhập cùng nhóm tàu USS General Ford đang hiện diện ở phía đông của địa Trung Hải. Theo ông Austin, động thái này thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh của Israel và quyết tâm của Mỹ nhằm ngăn chặn bất kỳ bên nào đang tìm cách leo thang cuộc chiến này. Theo hãng tin Reuters, dù tàu Bạch Ốc cho biết Mỹ không có kế hoạch hoặc ý định sử dụng các tàu sân bay, nhưng lực lượng quân sự của Mỹ sẽ sẵn sàng hỗ trợ trên không nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ trong trường hợp cần thiết. Mỹ cũng có một loạt căn cứ ở Trung Đông cùng với quân đội, máy bay chiến đấu và tàu chiến. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết mọi nỗ lực đang được thực hiện để ngăn chặn cuộc chiến lan rộng ở khu vực. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ tiêu tốn rất nhiều nguồn lực của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào hôm 15 tháng 10 nhấn mạnh việc triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay không nhằm khiêu khích bất kỳ ai, mà chỉ phát đi thông điệp trang đe rất rõ ràng rằng không bên nào được làm leo thang cuộc chiến này hoặc làm tăng thêm sự gây hấn chống lại Israel từ các bên khác. Tổng thống Joe Biden cùng ngày cho rằng cần phải có con đường dẫn đến việc thành lập nhà nước Palestine sau khi các quan chức hàng đầu của Mỹ cảnh báo cuộc chiến giữa Israel và Hamas có thể leo thang. Ông Biden không cho rằng quân đội của Mỹ cần thiết hiện diện ở thực địa vì Israel có một trong những lực lượng binh sĩ tốt nhất. Cũng trong cuộc phỏng vấn của chương trình 60 phút của đài CBS, Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng việc Israel chiếm đóng Gaza lần nữa sẽ là một sai lầm Cố vấn an ninh quốc gia tòa Bạch Ốc Jack Sullivan trước đó cho rằng có nguy cơ leo thang cuộc chiến giữa Israel và Hamas mở ra mặt trận thứ hai ở phía Bắc và có sự tham gia của Iran. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnew.btv.gmail.com một lần nữa đội ngũ hd news rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp